Đề xuất mới về đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh. Ấy giờ mới à. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết về một số điều luật của luật cư trú. Xin cho biết Bộ Công an đề xuất về đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh là như thế nào? Về vấn đề này thì luật sư Nguyễn Huy Thụy Hân, Thư viện Báo Pháp Luật giải đáp như sau. Hiện nay không có quy định cụ thể về việc đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh, mà chỉ có các quy định được phân bổ ở một số điều khoản. Tuy nhiên, tại điều 7 dự thảo nghị định đã có đề xuất cụ thể về đăng ký thường trú cho trẻ em mới sinh như sau. Nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi thường trú của cha mẹ. Đấy, nếu cha mẹ có nơi thường trú khác thì nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi thường trú của cha hoặc của mẹ mà trẻ em mới sinh thường xuyên chung sống. Trường hợp không xác định được nơi ở thường trú chung sống thì nơi thường trú của trẻ em mới sinh là nơi do cha mẹ thỏa thuận. Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ nuôi, người nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó. Trường hợp không đủ điều kiện đăng ký thường trú phải thực hiện đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú cho trẻ. Như vậy, nếu đề xuất này được thông qua, trẻ em mới sinh sẽ được đăng ký thường trú. Theo đó, trong thời hạn tối đa kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha hoặc mẹ hoặc người đại diện hộ gia đình, người giám hộ nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ. Phụ nữ hành trình chuyển đổi số, tọa đàm đồng hành cùng con giảm căng thẳng khi thi vào lớp 10, ao chứa nước chống hạn ở Bến Tre, tọa đàm phụ nữ trong ngành y cách mạng 4.0. Đây là thời gian tới là trẻ em sơ sinh trong vòng 6 tháng là cũng phải đăng ký nơi ở.